Rồi, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Thắng Baker. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật các mẫu xe giá rẻ nhất tại cửa hàng Phong Moto cho anh em tham khảo ha. Thì hôm nay thì có rất nhiều mẫu xe mới về cũng như là mẫu xe còn tồn kho hôm trước, thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật lại hết cho anh em tham khảo ha. Thì đầu tiên vào video báo giá thì mình cũng sẽ đọc lại cái địa chỉ cửa hàng nhé. Địa chỉ cửa hàng thì nằm ở địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương nhé. Và số điện thoại cửa hàng là 092 770 và 48 anh em nhé. Cửa hàng thì có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc nhé. Còn anh em đang xem video của mình mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình. Mình sẽ tiếp tục review các mẫu xe khác cho anh em tham khảo ha. Anh em nhớ là quan tâm cái mẫu xe nào thì cứ comment bên dưới nhé, hoặc là có thể liên hệ Zalo cửa hàng ha. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ đi vào báo giá từng chiếc xe cho anh em tham khảo ha. Nói chung là dòng xe ở đây thì khá là nhiều, nên mà mình có thể là báo giá qua cho anh em ha. Anh em muốn biết chi tiết chiếc xe nào thì mình có thể liên hệ Zalo cửa hàng nhé. Thì đồng hành với mình hôm nay thì mình sẽ đồng hành với bạn Trọng, sẽ cập nhật báo giá cho anh em ha. Bạn Trọng mọi người nhé. Xin chào chị. Ok, thì mình sẽ đi từ bên này qua luôn ha. Ok. Đó. Thì xe rất là nhiều mẫu xe ha. Chiếc đầu tiên là chiếc CG. Honda CG. Đó, CG 125. Đăng ký 2018. Đó. Bản này bản sang cơ. Bản sang cơ ha. Em bán chỉ 32 triệu thôi. Đó, 32 triệu ha. Nhìn nó giống xe Jim, có biết sao. Đó, chung là mẫu kiểu máy dáng như dòng xe Win ấy. Đó. Máy móc thì bao tỉ thầm luôn. Tiếp đến là chiếc GD110. Đăng ký năm 2018. Đang bán, đang giảm khoảng 18 triệu. Dạ, 18 triệu nhé. Máy móc thì êm tỉ thầm. Dạ. Dàn chân sạch sẽ. Đây có GDX. GDX biển Sài Gòn. Lên bô, cắt đuôi, chống đổ và đèn, tun. Đăng ký 2019, giá đang bán là 33 triệu, giảm còn 33 thôi. Rồi, 33 triệu ha. Rồi. Rồi, ok. Ở đây cũng là một em GDX S150. Biển 60. Đi nhiều lắm. Con này đi 30.000 cây rồi, em đang bán là 30 thôi. 30 triệu nhá. Đó, bô zin, đuôi zin. Lên cái đèn trở sáng. 30 triệu ha. 60 nhé. Rồi. Tiếp đến là biển 83 Sóc Trăng. 83 Sóc Trăng. Biển Sóc Trăng. Cắt đuôi này. Đó. Bô thì bô zin, lên mặt nạ. Em đang bán là 33 triệu chip, đang giảm 32 thôi. 32 triệu ha. 32 triệu. Đó. Rồi, chiếc này là chiếc SU màu xanh, SU. Đăng ký 2019. Biển số 47 Đắk Lắk. Đó. Bản có mất cây ha. Bản có mất cây, xe rất đẹp anh em ạ. Giá chỉ 32 triệu thôi. 32 triệu nhé. Dàn chân ốc tán cực kỳ đẹp luôn. Trưng luôn, bô đu zin. Rồi. Tiếp đến là chiếc biển 93 Bình Phước, có lên bô này, bô cắt đuôi, tay côn tay thắng, phun ốc. Nó giảm còn 31 triệu thôi. 31 triệu. Xe máy móc thì êm báo zin. Con này 6 tháng. Con này hồ sơ rút sẵn ha. Đúng rồi, chiếc này thì hồ sơ có sẵn rồi, đăng ký 2018. Giá đang cũng đang giảm xuống còn 33 triệu. Đó, 33 triệu ha. Đó, hồ sơ rút sẵn 2018, zin toàn tập luôn. Rồi, con chiếc này biển 61. Đăng ký 2018, đang giảm xuống còn 31 triệu. Có lên đặt tay côn tay thắng của Nickfin. Đó. Đuôi zin bô zin. Mọi thứ đều zin. Đây thì có một em Suzuki Bandit. Bandit này cũng về. Suzuki Bandit 150. Giá là 37 triệu. Đó, 37 triệu ha. Nhưng là chiếc này thì mình thấy là xe zin. Xe zin. Zin hết nhá. Biển 69 Cà Mau. Yeah. Đi có 7.000 cây. 7.000 cây ha. Rồi, đây thì có T-Bix. Đang có 3 chiếc. Chiếc đầu tiên là đăng ký 27, biển 68 Kiên Giang. Đang bán là 32 triệu. Xe này mới về cho nên không giảm được. 32 triệu. À, con này tháo bô. Con này cho khách mượn về tháo bô hả? Rồi. Tiếp đến là chiếc Sa-Spec. Xe của Malai. Xe Malai. Nhưng mà nó vẫn là T-Bix. Khác cái tên thôi. Đúng, khác cái tên thôi. Đăng ký 2019, đang bán là 39 triệu. 39 triệu anh em nhé. Rồi. Đây. Đến con này lên tiêm chùm. Tiêm chùm. Đó. Tiêm chùm màu xám, xám xanh. Đang bán là 34 triệu. 34 triệu. Đồng Nai. Xe khá là đẹp. Có lên cái bộ đồ chơi thôi. Bộ đồ chơi. Zin đẹp hết. Rồi.
Ở trên đây thì mình sang màu FZ150. Chiếc đầu tiên là chiếc biển Sài Gòn. Xe mới về, đăng ký 25, giá là 30 triệu. 30 lên triệu. Lên turbo để chơi. Đi 34.000 cây rồi. 34.000. Đây thì cũng một em tem Vita màu xanh. Vista, biển Sài Gòn luôn. 25, giá là 30 triệu luôn. Xe mới về cho nên chưa 30 giảm. Triệu ha. Máy móc êm zin. Móc thì thầm luôn. Đi 56.000 cây rồi. Mấy cái xe hãng đi êm lắm. Tiếp đến là chiếc này cũng nhìn cũng khá là cứng luôn. Xe zin luôn. Giang, đăng ký 25. Đang bán là 28.900.000 nhưng đang giảm 1.9 triệu, xuống là còn 27 thôi. 27 triệu ha. Đi 60.000 cây, nhiều. Máy móc thì zin êm. Bảo hành cho anh em 6 tháng mình như bình thường. Máy móc thì thầm luôn. Tiếp đến FZ biển 68 Kiên Giang. Có chiếc này thì chủ xe sơn lại dần chân này. Giá chỉ có 25 triệu. 25 triệu thôi nhé. 25 triệu thôi. Máy móc phải êm zin. Máy móc êm nhé. Lốc màu vàng ha. Rồi. Máy móc phải vẫn đang vẫn bảo hành cho mình là 6 tháng. Rồi, tất cả ok xe. Ha. Ốc này lốc vàng 26 à. Có chiếc này nhìn cũng khá là đẹp, lốc đẹp lắm anh em ạ. 25. 25 ha. Biển 67 An Giang. Cực kỳ đẹp luôn. Biển số là 68777. Đăng ký 25, giá là 32 triệu. 32 triệu 9 ha. Đi có 10.000 cơ. 10.000 cây nhé. Bộ zin móc à. Nên nhưng là con này xe lướt lắm. Nó cái dàn áo, dàn ngoài cũng đẹp. Xe cứng. Tiếp đến là chiếc Movistar. Con này hồ sơ có sẵn rồi. Và anh em sẵn ra tên thôi. Đăng ký 274, giá là giảm xuống còn 25 triệu. Đó. 25 triệu ha. Tiếp đến là chiếc biển 68 Kiên Giang, mâm nó sơn lại cặp mâm màu sơn tím, cặp mâm. Dibo SC, đăng ký 2014, giá là 26 triệu. Tiếp đến là chiếc biển 38 của Hà Tĩnh, đăng ký 25, giá đang giảm xuống còn 24 triệu. 24 triệu. Tiếp đến là chiếc biển 65 Cần Thơ, đăng ký 25, giảm xuống còn 25 triệu. Thôi. 25 triệu. Xe khác đẹp rồi. Tiếp đến chiếc sơn lại nguyên con này. Chiếc này sơn lại. Nhưng mà máy móc zin nhé. Dần áo sơn lại. Máy móc zin. Đăng ký 24, đang giảm nó còn 24 triệu. 24 triệu. Zin êm. Rồi, ok. Bảo hành 6 tháng mình cho mình bao rút được sơ gốc với cái chiếc xe hãng. Tiếp đến là chiếc biển 67 An Giang 2014, đang giảm nó còn 24 triệu. 24 triệu luôn. Trên con này có lên cái bô với lại cái kính gió hai bên. Yếu bình. Tiếp đến là chiếc này rẻ là nhất này. 22. 22 triệu. 22 triệu. Độ khá là nhiều. Bô này. Bô này, sơn lại dàn áo này. Dàn áo lại đầu đèn này. Đó. Chỉ có 22 okay. triệu. 22 triệu. Vẫn bao rút hồ sơ gốc, bảo hành máy 6 tháng. R15V2. V2 còn chiếc cuối cùng này đang giảm nó không biết còn 27 triệu không? Rồi. Giảm nó 27 triệu. 27 triệu. Ok ha. Tiếp đến là chiếc CBR Thái. CBR Thái. 70 TD vẫn bao rút số gốc anh em. Nhưng mà chiếc này là chiếc xe độ. CBR Thái 150, con này đổ máy lại rồi ha. Độ máy, xe độ máy, đăng ký 212. Giảm xuống còn 22 triệu. 22 triệu thôi ha. FZ đây, FZ. FZ. Mấy chiếc giữa này. FZ chiếc này cũng mới về, sơn lại cặp mâm màu xanh 24, đang bán là 28 triệu. 28 triệu ha. Đi 29.000. Máy móc zin êm. Ok ha. Tiếp đến chiếc 81 Gia Lai. Xe đăng ký 2015. Màu đen khá đẹp, cứng. Giá là 28 triệu. 28 triệu nhìn nhá. Giá thì anh mua mấy con này cũng còn khá là cứng. Ok. Chiếc thành phố bị 59 Sài Gòn đăng ký 2014. Đăng bán là 29 triệu. Xe 29 triệu. Đẹp. Xe bên Sài Gòn rất là đẹp. Ok ha. Ok bên này. Đây là chiếc biển 47. Đăng ký Đắk Lắk. Đăng ký 25. Đăng ký muộn 2016 ấy. Date là 25. Đăng ký muộn 2016. 2016 ha. Đăng ký 2016. Đây đăng bán là 26 triệu. 26 triệu. Anh em nhé. Đi 80.000 cây rồi, nhưng máy vẫn zin nhé. Tiếp chiếc FZ cuối cùng biển Sài Gòn, đăng ký 25,
đang bán là 30 triệu tròn. Ở Sài Gòn chỗ này về khá là nhiều. Đó, 30 triệu tròn ha. Đi 20.000 cây rồi. Đó, 20.000. Được bình quân rồi. Rồi, ở đây thì còn một số cái mẫu mở đích 125, mô tô mini ha. Anh em nào mà nhỏ con đi, con này rất là đẹp ha. Biển 68 này. Biển 68 lên cái phuộc này. À. Sơn lại dàn áo màu xanh, còn dàn chân thì sơn lại màu đen luôn. À. Đang giảm xuống còn 19 triệu. Đó, 19 triệu. Xe rất là đẹp, liền giảm. Tiếp đến là chiếc biển 68 luôn. Dàn chân được sơn lại màu đen, áo cũng màu xanh, bô zin. Đang bán giảm xuống là còn 21 triệu thôi. Đó, 21 triệu ha. Đó. Mẫu này là mẫu đèn tròn, mẫu nhập Thái ha. Chiếc mở đích. À, biển 47 này. Trên này thì zin đét từ đầu đuôi. Đi 25.000 cây luôn. Đang giảm xuống còn 22 triệu. À. Bô zin nó là đồ zin hết. Ok. Máy móc êm, bảo hành 6 tháng. Đây, thì còn chiếc đích kia đổ này. Đuôi thì đổ đầu, đuôi đổ full body. Đó. Con này đang bán là 20 triệu. 20 triệu ha. Xe khá là lành. Rồi, ok. Rồi, tiếp đến là chiếc Demon. Demon 150. Đăng ký năm 2020, Demon 150 anh em hỏi khá nhiều. 15.000 km rồi. Đang bán là 24 triệu thôi. Đã, 24 triệu ha. Demon 150. 24 triệu bao rút hồ sơ. Rồi. Bao rút hồ sơ cho nhầm luôn. Cái này được cái kiểu giá mấy cái đầu đẹp. Rồi. Tiếp đến là giờ 15V2. V2 này đời cuối cùng rồi. Cuối nha. Tem zin đây không nhỉ? Zin hết. Đó, anh tem zin nhá. Đăng ký năm 2017. Lên được cái bô cọc kính đồ chơi. Tem zin ấy, mâm zin, sơn mâm zin ha. Nói chung là bán được 31 triệu thôi. 31 triệu anh em nhé. Đời cuối cùng. Đời cuối luôn. Rất là rẻ. Rồi, ok. Tiếp đến là bên này thằng Tiên này. Tiên này Tiên Man 200. Đấy, khoảng GBX ha. Này nó mới giảm xuống hình như còn 34 triệu 30. 30. 30 triệu. Con này. Còn xe 30 triệu nữa nhá. Xe rất là đẹp đấy. Nhưng máy móc về chất lượng máy móc thì nó thiết kế cực kỳ đẹp luôn ha. Thiết kế rất là đẹp nhưng máy móc của nó chạy 30 triệu thôi. Chứ không có chạy đường dài được. Tiếp đến là một cặp Benelli 251. Chiếc đầu tiên là chiếc biển 60 Đồng Nai. Xe đi rất là ít, xe cọp ấy. Đăng ký 27. Giá là 34 triệu 900 nghìn. Đi có 6.000 cây. Tiếp đến bắt đầu. 6.000 okay. cây. Tiếp đến là chiếc 251 biển 93 Bình Phước. 93 Bình Phước 2019. 2019 luôn. Bán cũng 34 triệu. Đi 20.000 km. 34 triệu. Loại người ta chống. Tiếp đến là chiếc Vision 155. Rồi. Nó xài máy của R15 rồi. Êm lắm. Đang bán là 43 triệu. Đó, 43 triệu 48 ha. Đắk Nông. Đi 15.000 km rồi. 15.000 cây em nhé. Xe này đi phượt. Êm rồi. Xe đẹp ha. Tiếp đến okay. là chiếc Z25. Z25. Hồ sơ có, chiếc này hồ sơ thì có sẵn rồi. Đó, hồ sơ rút sẵn rồi ha. Đăng ký 27, đang giảm 39 triệu. 39 triệu ha. 39 triệu thôi. FZ 250. Đây thì có đúp 200. Đúp 200 215. 29 triệu. Cũng còn 29 triệu luôn. Đúp 200 này thì có trang bị ABS. ABS này, phủ up sedan khá là to, máy khá là bốc. Như bình luôn. Bình. Tiếp đến là chiếc 3 chiếc Benelli mới. Benelli mới này. Benelli 175. Đầu giá 35 triệu một chiếc, bao VAT cho anh em. 35 triệu một chiếc em nhé. Đó, xe mới 100%. Còn đây thì có một M175 này. 175. Chiếc này đang giảm khoảng 25 triệu thôi. 25 triệu thôi. Đó. Okay. Giá cũ là 30, con này giảm 5 triệu luôn. 25 triệu, 2018 đến 72. Đi 10.000 cây. Đó. Đến sang bắt đầu. Đi 10.000 ha. 25 triệu. Rồi. Tiếp đến chiếc Busan. Busan 200. Busan 200 bản NS đang giảm 27 triệu. 27 triệu hồ sơ rút sẵn này. 2016 ha. Bên này thì còn cũng có này Busan nữa này. Con này bán rồi. À, hả? Tiếp đến là chiếc Kangoo. Kangoo 250. Mấy cái mẫu này là mẫu xe tàu em. Xe tàu nhé. 26 triệu. 26 triệu. Con này thì
Để đây cũng khá lâu đấy, lâu sơn rồi. Lại dần mâm, dần chân hết rồi. Mấy chiếc xe tàu khá là khó. Đây, Phonix 300 này. Đăng ký 25. 25. Bán là 28 triệu thôi. Rồi. 28 triệu thôi. Khá là khó nổ. Khó nổ ha. Mấy chiếc này phải sử dụng thường xuyên. Để lâu, khó nổ. Đây, Kengo 350. 85 Ninh Thuận. Đăng ký năm 2017, giá bán là 36 triệu. 36, 35 ha. 35 triệu. Ở dòng này thì động cơ hai máy, hai đĩa trước luôn. Nghe rất hay. Kiểu dáng rất đẹp luôn, cầm mố ha, Ninja 3, thiết kế giống Ninja 3. Tiếp đến là chiếc GZ. GZ150A. Biển là 66 Đồng Tháp. GZ thì còn lại một chiếc này thôi. Còn một chiếc này. Đi 27.000 cây rồi, đang giảm xuống còn 48 triệu. 48 triệu ha, chiếc này bán rồi ha. Chiếc này bán rồi. Rồi, đây có một em Demon 150 nữa này. Bản Next Buy. Nhận 37 của Nghệ An. Đang bán là 22 triệu. 22 triệu anh em nhé, 2020 đi máy hệ rất là êm ấy. Rồi. Đi sướng cà phê đẹp. Tiếp theo theo là chiếc Suzuki N110. Suzuki N150 150 quên. FI bản này bán rất nhiều. FI đi 37.000 cây nhưng mà của bằng su thì máy móc rất là bền. Đi nổi đồng quý đá giá chỉ có 25 triệu. 25 triệu anh em ha. Tiếp đến là chiếc CB190F. Chiếc đầu tiên là biển Sài Gòn. Đăng ký năm 2017. Giá là 43 triệu. 43 triệu nhé. 43 triệu. Bộ độ. Tiếp đến chiếc bộ độ luôn. Màu vàng. Biển 85 Ninh Thuận. Đăng ký 27. Bán là 42 triệu. 42 triệu hả? Ok ha. Hay. Đi 26.000 cây. 26.000 ha. Rồi thì mình mới cập nhật hết tất cả cái mẫu xe, như là hầu như là mẫu xe giá rẻ nhất của cửa hàng thì cửa hàng có đem lên trên lầu này hết rồi ha. Đó, thì xe cực kỳ nhiều luôn. Thì còn cái mẫu xe phân khối lớn hơn thì hẹn anh em video sau thì mình sẽ cập nhật sau ha. Hôm nay thì chủ yếu là cập nhật một số cái mẫu xe mới về cũng như là cái mẫu xe cũ tồn kho cho anh em tham khảo ha. Đấy, thì cuối video thì mình cũng sẽ đọc lại cái địa chỉ cửa hàng ha. Anh em ở gần thì mình có thể là mình chạy đến trực tiếp đi xem xe ha. Địa chỉ cửa hàng nằm ở địa chỉ là 64 Nguyễn Chi Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương nhé. Và số điện thoại cửa hàng là 0927704488 anh em nhé. Cửa hàng thì vẫn có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc nhé. Có anh em đang xem mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục review, báo giá các mẫu xe khác cho anh em ha. Và anh em muốn mình báo giá chi tiết mẫu xe nào thì cứ mạnh dạn comment bên dưới nhé. Mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau cho anh em ha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em ha. Rồi ok, chào bạn Trọng ha. Chào anh chị. Đó, xe thì rất nhiều mẫu xe luôn, từ 125.000cc. Thì cái mẫu xe khác thì mình sẽ cập nhật video sau cho anh em ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo.